Đi về đâu chơi người. Bữa đó đại chiến hình như xe nguyên vô. Ừ, tại thằng béo nó biến kêu nó quấn cái xe không chịu quấn, tung bắn chơi có lại dương đâu. Chơi không chịu nhận thua đó mày, bữa đó mày ngồi đó mày còn mày cự đá luôn. Mấy nàng chơi nó học em, nó chết em chơi không à. Chắc hôm nay em chết khác chơi quá anh dạ. Giờ cũng chế cũng chơi mình cũng chán. Có thằng này thằng kia chế xong rồi đấu với nhau rồi kẹo tụt quần nhảy tinh đồ ở lộn, tụt quần nhảy đè thôi, nhảy tinh kỳ quá. Thôi dẹp mấy xe này qua một bên đi. Còn động cơ không dạ, nên chế tạo em chơi em được. Chế tạo cái cách chế không? Xe dễ hơn nha, chế tạo khó chế lắm đó chứ không phải dễ đâu nha. Trời ba mấy quỷ chỉ dễ. Em không biết làm. Bữa kia anh chỉ em mời em chế anh chỉ em đó. Giờ anh làm gì nó đi. Thầy làm hơn lúc nào cũng rảnh ngồi chỉ. Giờ muốn chế tạo kiểu nào? Nói ơi, nói đại khái sơ sơ đi. Chế gì vậy vậy anh giờ ơi, vô nhanh. Giờ chế chân vịt nè, chế kiểu máy chèo nè, hay là chế kiểu mà giống như là đạp nước nè. Chân vịt là sao? Còn máy chèo là sao? Còn đạp nước là sao anh dạ? Bây giờ cái chân vịt á là cái kiểu mà giống như là mấy chiếc tàu dưới sông chạy nè. Tàu ghe dưới sông đa số tất cả luôn đều là chạy bằng chân vịt. Nó là chân vịt là tất nhiên là nó có hai cái cánh quạt nó xoắn chéo nhau vậy nè, nó đạp nước đẩy ra phía sau. Đó là chân vịt. Còn cái em tưởng chân vịt là cắt cái chân con vịt rồi đem xuống bơi chứ. Rồi cái thứ hai là cái mái chèo. Cái mái chèo mà nhờ mình để ý hay thấy mấy cái con suối á mà người ta hay lấy nước á, người ta làm cho cái độ nó xây á, nước nó rớt xuống là nó xây đó. Đó cái kiểu đó là cái kiểu mái chèo đó. Đó. Còn cái kiểu mà đạp nước á là cái kiểu mà cái chân đúng cái kiểu chân con vịt luôn á, chân con vịt hay là cái chân của mình mà mình bơi á. Con vịt nó có bơi bằng chân đâu. Em thấy con vịt bơi là chổng cái đầu gì tới, chổng cầu gì tới, chổng cầu gì tới cơ mà. Rồi chân nó cũng bơi sao mình thấy. Hả? Giờ chế kiểu nào? Nói. Chế kiểu máy chèo đi anh à. Dạ, em thấy dễ hơn á. Rồi, máy chèo phải không? Giờ đi kiếm mốt đi. Anh lục động cơ cho. Để chế cái máy chèo này thì mình dùng mấy cái động cơ giảm tốc này nữa nha các bạn. Nhưng mà cái giảm tốc này thì nó nhỏ hơn cái hôm bữa, nhưng bù lại thì cái dòng tua nó sẽ nhanh hơn. Giờ mình lấy hai con này. Dạ, đi làm đây. Thấy nè anh dạ. Thì được không? Đó, được rồi. Đây, giờ anh làm chiếc tàu này thì giờ mình lấy cái cống nước này. Mình cắt ra mình làm cái máy chèo cho nó nha các bạn. Rồi mình cắt cái cống 60 rồi gì rồi nè các bạn. Rồi biết cái ống này làm gì không? Dạ không. Mình sẽ cắt cái làm đôi mình làm cái máy như máy chèo được. Chơi cái thì dây thun nhớ không? Mà hồi trước mình chơi cái kia nó cái cây nó thẳng, sao giờ cái này nó cong? Cong thẳng thì cũng được, tại vì giờ chẳng lẽ giờ đi cưa cây thì thấy gì cưa cây cưa này nè, nó tròn tròn thì nó đẹp hơn. Có thể gì khi nó chạy bờ được không chừng. Được không? Trời căng luôn trời. Biết sao lấy sáo đấm không? Thật ra cái này đó anh làm sẵn đó, chắc anh nghi chắc vài bữa thế nào cũng không thẳng lại nó kêu chiến nữa rồi. Bây giờ mình đo cho mấy cái này nó đều nhau hết, cái đầu mình cắt cho nó bằng lại hết rồi cho nó đừng có bị xô le mấy bạn. Rồi mình gắp vô cái nắp chai nha. Nè mấy bạn, cái vòng tròn như thế này nha, khi mà mình quay bằng cái compa sẽ có cái tâm đây đó đúng không, đánh dấu đại một điểm ở trên đây. Rồi bắt đầu mình đo cái điểm này qua tới cái điểm này là 120 độ, tại hết cái vòng tròn này nó 360 độ. Thì mình nếu mà mình chia ra 3 điểm như vậy á, thì ba cái miếng này nó sẽ bằng nhau, ba cái cạnh này nó sẽ bằng nhau hết. Khi đó thì các bạn gắp vô cái vòng tròn này, các bạn chỉ cần lấy cái đỉnh điểm này nè chạm với cái mí mà mình đã đánh dấu đó là ba cái cánh nó sẽ đều nhau. Chỉ như thế thôi, nhưng mà con này mình làm được chơi được cho nên là mình không có đo đạt gì nha mấy bạn. Bây giờ mình chấm keo vô cho nó dính vô. Này khó quá vậy, anh làm đi, để làm sao em biết trước theo em làm đi, chứ này khó quá à. Đó thì cứ nhìn anh làm đi, thì nãy anh nói cái cách mà chia độ để lấy cho ba góc này nó đều nhau đó. Đó về nhà cứ việc vẽ cái vòng tròn ra rồi lấy 3 điểm, mỗi một điểm như vậy là 120 độ. Này mình dùng mấy cái khớp nối này để các bạn, mấy cái khớp nối thẳng nè. Cái trục này là nó nhỏ mà nó ngắn quá à. Mình sợ gắn đây nó vụt á, cho nên là gắn cái này vô chủ yếu thì nó cho nó dày cho nó chắc lên thôi. Còn mấy bạn không có cái khớp nối thẳng này thì mấy bạn dùng cái gụt viết á, cái gụt viết hay là cái gì đó để cho làm cho cái trục nó dài thêm xíu thôi là được rồi. Nhà em gần anh mà từ nay không có chạy lên nhà em xin cũng được vậy có câu
người Thái viết cho tôi đó nghe, đồ đạc như vậy ha. Cứ mỗi một lần chơi hai cái motor, bốn cái motor, đặt đi ngồi chơi là bốn cái motor, hai cái pin rồi dạ. Chơi xong rồi hư, chơi xong rồi hư, không có gì còn. Anh nói em chưa chơi xong anh không dùng rồi, lại dục gì để nó chơi tiếp, dục gì trừ khi nào cháy thôi, giống như bữa cháy chơi container đó không, chơi xong rồi trời thà lại về chơi cháy thì dục thôi, chứ chứ không cháy thì sao dục, không cháy thì có gì mình buồn buồn mình tháo ra mình chế khác chơi tiếp. Ăn quá đồ nhất rồi còn que phá xíu thôi, không biết làm sao, mỗi lần lại cái là chị Như bị được đập, mỗi lần lại cái là chị Như bị được đập vậy, xíu hơi xíu hơi xíu hơi bị được đập thì được đập xíu thôi. Xong nữa các bạn, chắc mai chơi luôn, video này chắc quay 2 ngày rồi. Bởi vì mấy bạn cứ comment lên là nói là anh già anh từng ra 3 cái clip, anh từng ra 4 cái clip, làm sao mà anh dài ra được một cái video quay làm đồ chế, các bạn biết cái mất thời gian rất là lâu luôn. Rồi, xong rồi bo 2 cái. Rồi mình làm được 2 cái gì nha mấy bạn. Thôi mưa rồi boy, về đi bo. Cái này mai đi rồi lại làm tiếp rồi quay luôn. Anh chào em gì à? Ừ. Nói mà chế mà có cuộc anh làm luôn rồi. Đi ra 1 phút nữa. Thôi cho anh ra anh xuống đi anh vợ. Anh làm cho em đi rồi em nói với nó là em làm. Rồi xong cái nấp cái video này lên chắc nó không biết dạng dài nữa ha. Có bằng chứng gì lại ăn thôi rồi thấy không? Anh chơi khôn quá gì ai chơi lại anh. Thì nếu muốn làm được như anh thì phải chịu khó học nè, giống như thế này nè, bây giờ tìm hiểu cái này nó làm sao thì về nhà chỉ việc làm đi ghen vậy thôi. Em làm gì có cái motor đó mà làm gì, chừng này em làm em lên anh xin anh nha. Nó kì trời, tốn cái motor nữa trời. Thôi sao để làm xong một chồng khỏi lên nó câu mày báo thì một cái. Mày kéo co làm gì bọn mày đua chứ, cái này kéo co sao được vậy. Cái này kéo co dưới nước cũng hợp lý chứ bộ mày. Ai biết rồi, đợi bữa nào tụi nó lại rồi muốn chơi gì nó chơi nó luôn. Không, bây giờ làm xong hai huynh đệ mình chạy trước đi, coi nó ra sao rồi vài bữa có gì tính tiếp. Anh lại tiếp tục cái tào lao này đó. Mày biết rồi, anh nói giờ anh chế gì thì nó cũng lao, có chữ lao giống như xe cũng phải xe lao, mà tàu cũng phải tàu lao, áo gió cũng phải giấu lao, biết không? Mà mốt cái máy bay lao, tôi nghĩ là bay lên chứ nó đổ lao cũng đất. Được luôn, nghĩa là bay lên rồi nó rớt xuống hư luôn hay là sao anh dạ? Ý là giống như là nó bay lên mà nó bay không được thì nó rớt xuống, nó rớt xuống thì nó hư. Ừ, cái này vui với ta, hàng chi mình có chỗ chạy ăn hoài luôn anh dạ. Không sao đâu, ngồi qua anh không sao đâu, mình có đầm đi già nữa thôi. Mình có lấy dép hay lấy quần áo gì của bà là được. Bữa anh tính lấy cái đồ khác anh chơi, chưa kịp thì chơi bữa khác hẹn nha. Bữa nào mình nhìn lấy lại, nào lấy lại cái đồ khác anh chơi. Không lấy đồ khác anh chơi gì anh dạ. Thì lại cắt pin vô đi chứ lẹ với anh dạ ơi, em nôn mất rồi đó. Gấp quá hư bột tôi đường hết. Ủa cái này làm bằng pin để chạy mà anh già có đường với bột đâu mà hư. Anh nói tiếng lóng mà mày cũng mắc bẻ nữa, mày ngộ quá à. Hư bột tôi đường nghĩa là giống như là làm cái chuyện gì mà gấp quá là không có nên thân nên hồn gì chân á, hiểu không? Thả nói gì đi, chứ nói gì cao siêu quá ai nghe đâu hiểu. Thường là hư bột tôi đường ấy là có chị già chứ vô biết chị làm thôi. Mày nói gì, nghe lấy chỗ trả được mình đứa ra nè. À quên mấy bạn ơi, còn một cái quan trọng lắm. Mình tính nói với mấy bạn mà cứ nói là qua video sau mới nói thì bây giờ nhớ trực lại giờ nói nè. Là cái chỗ mà cái phần dây nối này nè, mấy bạn muốn làm cho nó gọn á. Ví dụ như hai sợi dây này đi, thì bây giờ mình không có lấy hai sợi dây mà mình nối ngay điểm này nữa thì nó gườm gà dây lắm. Mình sẽ cắt ngắn cái đoạn dây này, mình hàng trực tiếp nó qua đây luôn nè. Rồi xong, các bạn chỉ dư một sợi dây thôi, nó sẽ gọn đi rất là nhiều luôn. Mình làm xong rồi nữa các bạn, mới bỏ nước chạy thử nhưng mà thấy fail quá rồi, miếng mướp thì nó nhỏ quá, nó không nổi đủ, nó không nổi hết được nguyên con này là bị chạy là bị chìm rồi. Đâu bo con tắt lên bỏ dưới, ai đừng cho nó quay đầu con kia, quay đầu kia hấp dớt luôn á, cho chạy đây nè. Rồi cho chạy cặp tới đó.
này còn thiếu bánh lái nữa các bạn. Có bánh lái nữa, hay bột ha. Này phải làm bánh lái nữa hay bột ha, nó lạng quá hay bột. Dạ. À, không đều rồi. Ôi cái miếng mướp này nó bị nghiêng rồi các bạn ơi. Cái động cơ nó bị nghiêng nè, hàng chi cái này hồi nãy mình nhắm nó thẳng rồi, giờ nó cong vòng qua đây nè. Ủa anh già chế cùng mía rồi. Tốn cho một từ hai cái. Tháo ra chế lại. Bỏ đầu lo. Đi. Nó mạnh lắm á, mô tên thì nó cũng mạnh lắm á. Kéo một bên này sao xíu cho nó nặng nặng ra, cái đuôi sau đuôi mình cho nó nổi cái đầu lên lại. Để em xuống em đuôi thì sao cho nó nặng xuống. Này cho kéo co chắc cũng vui lắm rồi. Kéo co dưới nước á. Mấy anh kia mà lại nó gặp này chắc thấy nào nó cũng kêu chế một chiếc nữa là kéo co đúng không các bạn. Chơi không qua? Chơi luôn. Mà phải chế lại quá. Này nếu mà chơi này nếu mà chơi là huynh đệ mình thua đó. Đang kéo chìm. Ừ, đang kéo chìm đầu này. À là có nguy cơ đang đang kéo cái vỗ lại nó tắt luôn. Nhìn nó mắc cười tiếu tiếu các bạn ơi bạn. Nó hay hay á. Ngộ ngộ làm sao? Tào lao đó, hiện nay là đúng tào lao luôn á. Mình cho nó chạy bên kia thử nó chạy được tới đâu nha các bạn. Vậy nó quay vô kìa thấy không? Nó biết mà, cái này điều khiển được mà, điều khiển chạy vô đó thấy không? Rồi bo chơi đi. Nó tiếng đi trời. Phải đâu ông ơi, anh cài được cái điều khiển vô trong đó rồi đó. Yêu cầu nó chạy ra xa mình chừng mét là nó chạy lên chỗ mình rồi thấy không? Đó thấy không? Đó cỡ chừng mét rồi thấy không? Được mét rồi. Anh gắn cái cục thích vô người cưng á. Mỗi lần mà nó chạy xa cái đầu cái tới nào nó tới chỗ đó cái đầu nó hít lại nữa thấy không? Tới nó hít lại thấy không? Không nhận anh dài chứ. Người ta chế tàu, người ta đi thẳng. Anh chế tàu đi vòng vòng mà. Người ta là người ta chế tàu chạy, còn anh là anh chế tàu lao. Biết không? Biết tàu lao không? Anh dạ anh chế khác đi, thôi này em đem gì nhà em chơi luôn á. Video này mình kết thúc ở đây nha mấy bạn ơi. Cái tàu này mình để cho bọn Bo về sửa lại. Nhớ nghe Bo, cái động cơ bên phải nha. Nhìn đây nè, nhìn đây là cái động cơ bên phải này nè. Cưng tự nhìn là có thấy cái bánh xe nó nghiêng thôi. Cái bánh ấy nước đó. Nó nghiêng vô á, bẻ cho nó ngay thẳng là gì nè. Lấy cái máy bắn keo đó. Rồi mình hơ đây nè, cho nó ngay lại. Đó. Còn bữa nào anh dài hay chế thêm cái nữa cho mấy thằng đó quyết đấu với nhau tiếp nha mấy bạn. Bây giờ thì một chỉ làm một cái thôi cho bọn Bo chơi thôi. Rồi các bạn xem video nhớ like và subscribe cho anh dài nha. Chào tạm biệt các bạn. Bye bye.